Trong những ngày này, trên tất cả các tuyến phố chính thuộc các địa phương dọc quốc lộ 18A từ Đông Triều tới Mậu Khê, không khí thi công đang hối hả bởi các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành dự án hạ ngầm trên địa bàn thị xã. Càng gần đến ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực là ngày 1 tháng 11, thì tiến độ thi công các công trình càng được các đơn vị đẩy nhanh để sớm hoàn thiện. Tại khu vực phường Đông Triều, theo ghi nhận phần lớn các hạng mục đều đã cơ bản hoàn thiện từ lắp đặt đến các tủ điện, hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, cáp viễn thông, hệ thống nước sạch. Khối lượng còn lại đang được các đơn vị nhà thầu khẩn trương thi công. Thì sau khi chúng tôi nhận được bàn giao mặt bằng, thì đến nay cũng được gần 7 tháng. Thì trong quá trình thi công, thì đơn vị chúng tôi đã phối kết hợp cùng với lại các đơn vị hạ ngầm và phần điện. Và trong quá trình thi công thì đã tổ chức thi công kết hợp rất là nhiều tổ đội thợ và máy móc thi công tối đa nguồn nhân lực để đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng công trình đề ra. Hai công trình dự án hạ ngầm mà trọng tâm là hai đô thị Đông Triều và Mậu Khê được thị xã triển khai từ đầu quý 2 năm 2024 theo chủ trương đầu tư công có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng nhằm chỉnh trang đô thị và cũng là các công trình chào mừng Đông Triều trở thành thành phố. Ý thức được trách nhiệm với thị xã và căn cứ vào khối lượng công việc, các đơn vị đã huy động tối đa thiết bị, máy móc và nhân công triển khai ngay các phần việc. Với tính chất trải dài trên các trục đường chính từ Đông Triều tới Mậu Khê, nên các đơn vị đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, khẩn trương thi công theo kế hoạch đã đặt ra để đảm bảo tiến độ. Đến thời điểm này, công trình thuộc khu vực Đông Triều đã sắp xỉ hoàn thành 90% khối lượng, khu vực Mậu Khê đã hoàn thành hơn 60% khối lượng. Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 trong giai đoạn 2021-2025, mình thoáng quen năm về pháp lý dự án thì đã tập trung cao độ cùng với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và họp đưa ra những cái biện pháp tốt nhất trong quá trình mình triển khai để đảm bảo công trình đạt mỹ thuật kỹ thuật, cụ thể là các công trình liên quan đến các công trình trang đô thị, hai tuyến hạ ngầm với cái đường kết nối, tập trung số lượng nhân công tăng ca tăng kíp và bố trí thêm máy móc nhân sự và tăng cường các đồng chí kỹ thuật giám sát, rồi cùng với nhà thầu phối hợp với các địa phương để công tác giải phóng mặt bằng và công tác chỉnh trang đô thị trên toàn tuyến. Trong những ngày này, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đông Triều trở thành thành phố với nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực. Cùng với các dự án trọng điểm khác, dự án hạ ngầm và chỉnh trang đô thị đang được các đơn vị gấp rút thi công với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11. Khi hoàn thành, chắc chắn đây sẽ là điểm nhấn quan trọng góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của thành phố trẻ Đông Triều.